Thưa quý vị, sáng ngày 16 tháng 11 năm 2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Ninh tổ chức lễ viếng Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2023 tại bia tưởng niệm căn cứ mặt trận dân tộc thống nhất miền nam việt nam nằm trên địa bàn ấp tân tiến xã tân lập huyện tân biên đoàn cán bộ mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh tây ninh đã tổ chức lễ viếng và tham quan khu căn cứ dự lễ có ông trương nhật quang ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy trưởng ban dân vận tỉnh ủy phụ trách ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh cùng các vị nguyên là lãnh đạo ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh qua các thời kỳ lãnh đạo cán bộ huyện tân biên Tại đây, bà Đặng Minh Lũy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ôn lại truyền thống kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Qua 93 năm lịch sử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn là ngôi nhà chung của khối đại đoàn kết dân tộc phát huy tinh thần đó mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh đã huy động sức mạnh của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh ra sức hàng gắn vết thương chiến tranh vượt qua khó khăn thử thách góp phần to lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển giữ vững ổn định bình yên biên giới tây nam